Kỷ nguyên số 4.0 dành cho lĩnh vực bất động sản, thời gian giao dịch nhanh, minh bạch thông tin pháp lý, tiết kiệm chi phí giao dịch, thanh khoản siêu tốc, tăng hiệu quả làm việc cho nhà môi giới, xóa bỏ những khó khăn của thị trường bất động sản, giải pháp công nghệ cho ngành bất động sản trong thời đại 4.0, hệ sinh thái công nghệ bất động sản Mayland, ứng dụng đột phá toàn cầu, mang giá trị đến muôn người. Chia sẻ giá trị sử dụng và giá trị giao dịch bất động sản để tài nguyên bất động sản có giá trị sinh lời đúng nghĩa là một tài sản. Lấy công nghệ làm cốt lõi. Lấy bất động sản làm đường lối. Lấy tài chính làm nền tảng. Lấy khách hàng và giá trị vốn hóa làm mục tiêu. Nhân bản chuyển giao mô hình ra toàn cầu. Tập hợp các nền tảng công nghệ tân tiến nhất, giúp xử lý các nhu cầu người dùng một cách nhanh nhất, chính xác, an toàn và bảo mật hiệu quả, là mô hình kết hợp công nghệ, bất động sản, tài chính. Hệ sinh thái Mayland bao gồm 26 sản phẩm giải quyết toàn bộ nỗi đau trong thị trường bất động sản. Các sản phẩm đã ra mắt: website mayland.com và Mayland app, cổng thông tin bất động sản trực tuyến. Sản phẩm MayMap, nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch bất động sản. Sản phẩm MayCRM, ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản. Sản phẩm MayS, nền tảng chạy quảng cáo Facebook và Google dành riêng cho bất động sản. Sản phẩm MayPage, nền tảng xây dựng landing page dành riêng cho bất động sản. Bạn đã sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên bất động sản thông minh cùng hệ sinh thái công nghệ bất động sản Mayland. Mayland, cùng nhau khai thác giá trị.